Làm thế nào để phát triển một đại lý thuốc thú y? Xin chào, tôi là Phạm Xuân Trịnh, nhà đào tạo kinh doanh online thực chiến. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách làm sao để các bạn có thể phát triển cửa hàng thuốc thú y của mình một cách đơn giản, hiệu quả và thành công. Như các bạn đã biết, để mà một cửa hàng thuốc thú y thành công, nó phụ thuộc vào 3 yếu tố. Yếu tố số 1 là bạn cần phải có một mặt hàng chất lượng ổn định, giá cả hợp lý để có thể đưa đến giải quyết vấn đề của khách hàng. Điều số 2, bạn cần phải hiểu cách làm sao để chúng ta có thể vận hành một cửa hàng kinh doanh thuốc thú y một cách đơn giản và hiệu quả. Và điều số 3 là điều quan trọng nhất, nó sẽ chiếm khoảng 70-75%, đó chính là marketing và bán hàng. Vậy thì nếu mà các bạn muốn kinh doanh thuốc thú y thành công, điều đầu tiên các bạn cần phải tập trung vào marketing và bán hàng để bạn có thể đưa những sản phẩm dịch vụ của mình ra ngoài kia, đưa sản phẩm dịch vụ của mình đến tới tận tay những người cần sản phẩm dịch vụ đấy. Khi đó, sản phẩm của các bạn sẽ vô cùng giá trị. Nếu mà các bạn mong muốn rằng chúng ta có thể làm marketing hoặc là bán hàng ở trên mạng internet từ ngành thuốc thú y, các bạn có thể liên hệ với Phạm Xuân Trịnh, nhà đào tạo kinh doanh online thực chiến. Tôi sẽ bắt tay chỉ việc cho các bạn để trong vòng thời gian ngắn nhất các bạn có thể làm được những điều như tôi đang làm. Ví dụ như quay video, ví dụ như là bán hàng online, ví dụ như các bạn có thể tạo ra hàng nghìn bức ảnh khác nhau để trao cái thông điệp ra thị trường mục tiêu của các bạn. Hiện tại bây giờ, nhân sự đồng nghiệp của tôi có rất là nhiều người các bạn đã nhìn thấy trên mạng internet, ví dụ như là Huyền Thu, ví dụ như là Nguyễn Sợi, ví dụ như là Dương Huế, ví dụ như là Nguyễn Hình Quốc Khánh, ví dụ như bác sĩ Chu Toàn và rất là nhiều người đồng đội của tôi. Tất cả những người đấy họ đều áp dụng một công thức, một chiến lược kinh doanh online thực chiến từ Phạm Xuân Trịnh. Và cảm ơn các bạn đã xem video clip này. Nếu mà các bạn đang mong muốn rằng thay đổi chiến lược và thay đổi cách nào để giúp cho các bạn có thể phát triển công việc kinh doanh thú y của mình, giúp cho các bạn có thể mở rộng được tệp data khách hàng của mình, giúp cho các bạn kiếm được thật nhiều tiền bằng việc giúp đỡ rất là nhiều người, các bạn hãy kết nối với Phạm Xuân Trịnh. Tôi sẽ hướng dẫn bắt tay chỉ việc cho bạn để bạn thành công như những người đồng đội của tôi. Cảm ơn quý anh chị em đã xem video clip này. Kính chúc anh chị em mạnh khỏe và hẹn gặp lại anh chị em trong video clip sau. Xin chào và hẹn gặp lại.